Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã tiếp tục quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay cũng là một ngày rất là vui với mình. Thì hôm nay cuối cùng thì sau bao nhiêu ngày tháng thì mình cũng đã đạt một cái cột mốc mới trong cái sự nghiệp làm YouTube của mình. Thì hiện tại thì kênh YouTube của mình đã đạt được 70.000 sub. Và hôm nay thì mình cũng làm một số cái event nhỏ. Đó là dành tặng anh em. Và video hôm nay sẽ là một video tặng ảo cũng như là gọi là tri ân anh em, một số những anh em đã ủng hộ mình trong suốt thời gian vừa qua. Thì hiện tại thì còn 30.000 sub nữa thôi thì mình sẽ đạt nút bạc, đó là 100k sub. Thì là rất là mong anh em sẽ ủng hộ mình trong thời gian tới. Còn video ngày hôm nay thì cũng sẽ là một video mà mình sẽ sử dụng cái đội hình của mình tự có và tặng miễn phí cho anh em. Và luật chơi như thế nào và giải thưởng như thế nào thì bây giờ anh em cùng mình sẽ bắt đầu vào video ngày hôm nay nhá. Ok, thì đây là cái đội hình hôm nay mình muốn tặng cho anh em, đó là đội hình của đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha. Thì đây thì mình sẽ show toàn bộ các cầu thủ cho anh em, các cầu thủ của đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha. Đây sẽ là đội hình mình sẽ tặng cho anh em ở video ngày hôm nay. Đấy, mình sẽ show chi tiết dành cho anh em xem. Ok, như vậy đây là đội hình của chúng ta đúng không? Và bây giờ thì mình sẽ vào sân vận động. Đây, cũng sân vận động cũng cực kỳ là ngon luôn. Nói chung là đây là một cái app khá là ngon để cũng làm món quà để mình dành tặng đến tất cả anh em. Và chắc chắn hôm nay giải thưởng sẽ có người trúng thưởng nhé. Đấy, thì thể lệ như thế nào thì bây giờ thì mình cũng sẽ bắt đầu và mình hướng dẫn anh em cách thể lệ để có thể chơi được cái mini game này, cũng như là cái event mà mình tặng hàng này. Ok, thì cái thể lệ thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Đầu tiên là anh em vào kênh của mình. Đấy, ví dụ mình sẽ đăng cái video này lên thì anh em sẽ vào phần comment. Đây, ví dụ mình sẽ là nó là cái video này anh em nhé, video Bill Chelsea của mình. Thì thể lệ chơi thì nó rất là đơn giản thôi. Thì mình sẽ đây, mình sẽ anh em chỉ cần vào anh em comment hai số, nghĩa là hai số từ 00 đến 99. Đấy là mình sẽ lấy kết quả số số miền Bắc của ngày 24 tháng 10 nhá. Rồi mình sẽ lấy kết quả giải đặc biệt đó, rồi mình sẽ so với kết quả của anh em nào trúng cái kết quả đó thì mình sẽ thông báo lên fanpage cũng như là nhóm cũng như là kênh YouTube của mình. Thì ví dụ mình thích số 07 đi thì mình sẽ comment là số 07. Đấy, thì ngoài comment số mà may mắn của anh em đi thì anh em có thể comment những cái điều gì mà anh em muốn nói với mình, ví dụ như là chúc anh thành công chẳng hạn. Đấy, hay ví dụ thế. Đấy. Đấy, hoặc là chúc bạn may mắn này. Đấy, hay là chúc bạn thành công trong công việc. Đấy, trong công việc. Đây, ví dụ mình biết như thế thôi. Rồi anh em chỉ cần bình luận như này. Ok, bình luận như này. Thì khi anh em bình luận cho mình ấy thì mình sẽ biết được thời gian của anh em bình luận. Và mà nếu anh em làm chỉnh sửa, ví dụ anh em chỉnh sửa như thế này. Đấy, mình sẽ thêm một vài cái đi hay đi. Anh em chỉnh sửa số đi. Đấy, chỉnh sửa số như này. 08 chẳng hạn. Đấy, thì nó sẽ hiện là chứ là đã chỉnh sửa nhá. Nên đấy là mình sẽ biết được ai chỉnh sửa số hay là ai chỉnh sửa cái kết quả của mình. Thì những bạn nào mà chỉnh sửa số thì chắc chắn sẽ không được chơi event này. Và mình nếu mà trúng thì chắc chắn sẽ không được nhận event này. Đấy, không nhận cái phần thưởng này. Và những lần sau thì mình sẽ không cho các bạn để chơi nữa. Đấy, đơn giản chỉ như vậy thôi. Thì mình sẽ lấy bạn số bạn nào chính xác nhất. Nếu mà tìm ra cái số chính xác thì không nói. Nhưng mà nếu mà các bạn không có ai chính xác ấy, thì mình sẽ sử dụng cái số nào mà gần nhất. Ví dụ là kết quả số số miền Bắc của ngày 24 tháng 10 đó là 11 đi. Mà bạn nào không ai nói đúng 11 đấy thì mình có thể lấy 12, 13 hay là 9 hay là 10. Nói chung là số nào mà gần cái số mà chính xác nhất thì mình sẽ sử dụng. Ok. Đấy, thì hôm nay cái video của mình nó rất là ngắn như vậy thôi. Đơn giản là chỉ muốn làm cái event mà tặng quà các cho anh em. Đấy, thì anh em nào yêu quý mình thì hãy vẫn tiếp tục là ủng hộ mình. Trong thời gian tới đây, những cột mốc tới đây, mình sẽ làm những cái giải thưởng thật lớn hơn để phục vụ anh em và để tặng anh em nhé. Ok, đến đây thì video của mình sẽ kết thúc. Anh em thấy video của mình hay thì hãy like, đăng ký và chắc chắn rồi, phải chơi event này. Và để ủng hộ mình lên những cái cột mốc tiếp theo thì mình sẽ làm event thật là ok hơn. Ok, bye bye anh em.